Dùng chè dây trong việc điều trị bệnh viêm loét dạ dày đang là một trong những giải pháp hữu hiệu hàng đầu mà được rất là nhiều bệnh nhân áp dụng. Hãy cùng Thảo Dược Đức Thịnh tìm ra 3 lý do để nên sử dụng chè dây. Khi bị viêm loét dạ dày thì bạn thường rất là hoang mang, không biết là dùng loại thuốc nào để điều trị bệnh. Việc lựa chọn phương pháp điều trị là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hiện nay thì sử dụng phương pháp dùng cây thuốc nam trong việc điều trị theo y học cổ truyền đang được rất là nhiều bệnh nhân sử dụng do tính ưu việt của nó. Đối với bệnh viêm loét dạ dày thì hiện nay có cây chè dây nổi lên là một trong những cây thuốc nam được rất là nhiều bệnh nhân sử dụng để hỗ trợ và điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Thảo Dược Đức Thịnh sẽ chia sẻ đến bạn những lý do bạn nên sử dụng chè dây khi mắc bệnh viêm loét dạ dày. Đã có rất là nhiều công trình nghiên cứu và thực tiễn chứng minh rằng chè dây rất tốt cho những người mắc bệnh viêm loét dạ dày. Chè dây đã trải qua rất là nhiều công trình nghiên cứu cấp bộ và cấp nhà nước. Trong đó thì nghiên cứu của trường Đại học Y Dược đã xác định chè dây từ một cây thuốc mộc hoang thành một cây thuốc có tên trong danh mục cây thuốc Việt Nam. Các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam mà tiêu biểu là công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Nghiên cứu đã chứng minh rằng chè dây có những tác dụng chính như sau. Chè dây có tác dụng là diệt vi trùng, vi khuẩn, giảm độ axit trong dạ dày, tác dụng giúp vết viêm loét dạ dày mau sớm liền sẹo, cắt các cơn đau do viêm loét dạ dày hình tá tràng. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chè dây là một vị thuốc rất là ưu việt trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày hình tá tràng. Thực tiễn đã có rất là nhiều bệnh nhân viêm loét dạ dày sử dụng chè dây và cho kết quả rất là tốt. Đã có đến 93% số bệnh nhân sử dụng nước sắc từ chè dây đã bớt đau, bệnh đã tiến triển rất là nhiều. Có tới 44% bệnh nhân mắc bệnh viêm loét dạ dày hình tá tràng sử dụng chè dây sau một thời gian đã khỏi bệnh hoàn toàn. Chỉ sau từ 6 đến 9 ngày sử dụng, người bệnh sử dụng chè dây sẽ bớt đau nhiều hơn trước. Chè dây có tính bình, do vậy chè dây sử dụng hàng ngày thì sẽ không gây ảnh hưởng tới dương khí và sinh lý. Chè dây phát triển tự nhiên ở các vùng núi Tây Bắc, rất là dồi dào trong tự nhiên, do vậy sử dụng chè dây rất là sạch sẽ và an toàn. Lý do thứ ba là chè dây có giá bán hiện nay rất là rẻ, do nguồn cung cấp chè dây tự nhiên rất là dồi dào, cây có sức chịu đựng tốt và khả năng phát triển mạnh mẽ, nên chè dây hoàn toàn được thu hái từ tự nhiên, sạch sẽ và có giá bán rất là rẻ. Hiện nay thì giá bán chè dây dao động từ 100 đến 150 ngàn đồng một ký chè khô. Với giá bán này thì có rất là nhiều bệnh nhân có thể tiếp cận sử dụng vị thuốc mà không tốn nhiều chi phí. Chè dây được sinh trưởng và phát triển ngoài tự nhiên ở các sườn đồi núi ở Tây Bắc. Do vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng loại chè này hàng ngày. Nếu bạn hoặc là người thân đang mắc chứng viêm loét dạ dày hình tá tràng thì hãy nên sử dụng chè dây. Hãy sử dụng chè dây ngay hôm nay để thấy được hiệu quả rõ rệt của vị thuốc quý này trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày hình tá tràng. Để biết thêm thông tin hữu ích về chè dây thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn ạ.